Nếu bạn cảm thấy những ai tầm trong video hôm nay quá khó hoặc không phù hợp Thì làm ơn đấm thẳng vô cái nút like và subscribe và bật cái chuông lên Để khi mà mình ra video mới nhất các bạn còn lựa chọn được những item tầm phù hợp Ok, cảm ơn bạn rất nhiều Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy các vật phẩm phở di tất ha Hôm nay cốt biện nên mic không chạy nên xài tạm ivoxy rồi đầu tiên chúng ta có cái đầu trái ác quỷ V5 này, lấy trong một tựa game treo máy ha, tí nữa mình hướng dẫn sau. Link game sẽ dưới phần mô tả hoặc comment, tên game sẽ trên màn hình. Tiếp theo chúng ta có cái kính lặn biển ha, lấy cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà tốn thời gian hi hi. Tiếp theo nữa chúng ta có cái mặt nạ cáo này, lấy cũng đơn giản thông qua việc nhập cốt ha, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách kiếm cốt. Số cặp y của Atom này tận từ trăm rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta có cái mặt nạ quái vật bóng tối, số cặp y khoảng 1.000 cái, rất nhiều, lấy cũng dễ nữa. Tiếp theo là tóc tàn di dô đen, lấy cũng khó nhưng mà game của Atom này sau này còn nhiều Atom khác nữa ha. Cuối cùng là con ma di anh Capi này, hiện tại không còn lấy được nhưng mà dành cho bạn nào đã theo dõi video cũ của mình và làm theo, thì bây giờ mấy bạn đó đã có ha. Con Capi nằm trong video của mình 3 tuần trước, nếu bạn nào làm giống video thì khi kiểm tra kho đồ, phần cổ, sẽ thấy Atom này trong đó. Nếu bạn nào muốn lấy những Atom dễ dàng vậy thì cứ xúc dai và bật chung channel mình để không bỏ lỡ ha mình đăng video ắt tâm mỗi ngày cho mọi người lấy để lấy được cái dominus venom thì các bạn vào game này một tựa game click phát ha vào game thì nhiệm vụ các bạn là click để mua ắt tâm tăng cường click bằng việc mua pet nhận quà xài bút lưu ý nên xài ô tô click để được hiệu quả tốt nhất có một số khu vực đặc biệt hỗ trợ các bạn farm click khu vực hỗ trợ farm hiệu của nhất là khu vực có nông trại click tại đó các bạn thu nhặt được rất nhiều click các bạn có thể treo máy tại vị trí của các click xuất hiện để tự động nhặt hoặc đi vòng vòng nhặt click ở đó nhặt đến khi đủ click mua atom thì ngưng ha hoặc tiếp tục farm để chuẩn bị cho các atom tiếp theo để lấy được cái đồ lặn thì các bạn vào game này cứ mỗi hai phút bạn sẽ được năm hai nghìn vàng sử dụng vàng đó để mua atom trong game còn đơn vị tiền khác là su tím dùng để đổi thành vàng các bạn còn có thể kiếm vàng thông qua nhiệm vụ bán đồ nhập cốt bán đồ trong game còn cho bạn thêm 10%. giá trị món đồ đó nhớ mở một quầy hàng trước khi treo nha trong game còn rất nhiều Atom tấm khác mà bạn có thể farm để mua. Để lấy được cái mặt nạ cáo thì các bạn nhập code trong tựa game này. cốt các bạn sẽ phải kiếm thông qua một nền tảng khác, đó là Discord, nhưng mà các bạn sẽ cần phải tham gia nhóm trên rollock của admin nếu muốn nhập code và phải xác nhận thông tin trên Discord admin. Để được code thì các bạn bắt đầu ở server Discord của mình, bấm vào link ở comment hoặc phần mô tả hoặc xuất giống trên màn hình. Tại server Discord các bạn có thể tìm thấy kênh chat limited chuyên đăng các thông tin hỗ trợ lấy atom các bạn có thể tìm thấy cách xác minh trong discord admin làm theo admin sẽ phát cho mỗi người một cốt nếu bạn đến trễ thì admin sẽ không còn phát cốt nữa nhưng mà bình tĩnh admin tuần sau sẽ tạo tiếp các atom và cốt khác các bước nếu có thay đổi sẽ được mình thông báo trên kênh YouTube. Mấy bạn nhớ đăng ký bật chuông để không bỏ lỡ. Admin thường sẽ thông báo thời gian đờ giấc cốt đó nha. Trong tựa game lấy mặt nạ bóng tối vẫn còn một atom khác dễ lấy hơn. Mấy bạn có thể vào game chơi, làm nhiệm vụ để lấy atom. Nhiệm vụ tiêu chuẩn là chơi game vài trăm phút, sở hữu bao nhiêu xu vàng, hạ gục bao nhiêu quái, thắng bao nhiêu trận. Tựa game này giống mấy game defense thôi, cũng mua lính, đặt lính, phòng thủ, mấy bạn chơi càng lâu sẽ càng dễ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mặt nạ bóng tối khó hơn mặt nạ qua phù, nếu bạn lấy được nó, chắc chắn bạn sẽ lấy được. tâm kia, trong game còn nhiều các tính năng khác mà các bạn phải tự trải nghiệm mới biết ha, nên vô chơi rồi hút tâm đi. Số capi cũng còn rất nhiều đó, do game đét vãi. Để lấy được tóc tanjiro thì bạn vào game này, một trò treo mày đấu kiếm, tại đây mỗi giây bạn sẽ được một điểm, ở vùng an toàn sẽ không ai làm gì được bạn, nếu bạn ra khỏi vùng an toàn, bạn có thể hạ người khác để hút 500 điểm, lấy điểm đó mua atom hoặc kiếm xịn hơn để tăng tỷ lệ sống sót. Có các vùng đặc biệt ở bên ngoài và các vùng đó sẽ cho bạn thêm điểm khi treo bên trong, nhưng mà mình khuyên không nên treo ở đó, lòng người sao chúng ta dám tin hết. Nếu treo thì treo ở trong vùng an toàn, nếu đẹp trai thì ra chém lộn, nhưng mà mình không đẹp trai nên không dám ha, và mà trong trường hợp có hắc thì các bạn cấp màn hình cái thông báo hạ gục, nó có thông tin khoảng cách thẳng hắc hạ bạn đó là bằng chứng gì cho nó bay màu a hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo xin chào